quán triệt, triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị và chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt và hướng dẫn thực hiện các nội dung về chỉ thị số 35 CTTV đúc của Bộ Chính trị, chỉ thị số 747 CTQUTVK của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ CI của Đảng. Kết luận số 55 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội và việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn quân. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội là hoạt động chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn Đảng bộ, toàn quân. Thông qua đó để khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, toàn quân cũng như thể hiện quyết tâm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ. Từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, kết quả Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ CI của Đảng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, các đại biểu dự hội nghị tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội của Trung ương, của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhất là những yêu cầu, nội dung mới của đại hội lần này. Đồng thời, tích cực thảo luận, góp ý, phản ánh rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp để Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả tốt, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ CI của Đảng. Hồng Pha.